Mến chào cả nhà. Thì sáng nay là sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Hôm nay là ngày lễ, ngày Tết, gọi là Tết Tây. Đây thì công ty chúng tôi cũng giống như tất cả các công ty khác tại khu công nghiệp là nguyên ngày hôm nay là ca ngày và ca đêm là sẽ được nghỉ. Duy chỉ có bảo vệ là cái đội an ninh thì vẫn tiếp tục đi làm bình thường. Một chút xíu nữa mình sẽ quay khu công nghiệp cho các bạn xem. Và những ngày công nhân đi làm thì nó rất chi là nhộn nhịp, tất bật, người đi kẻ lại. Nhưng mà riêng ngày hôm nay thì các bạn được nghỉ, cho nên là chút xíu nữa mình sẽ đi quay cho các bạn xem không khí nó vắng vẻ như thế nào. Đây mới chỉ là Tết Tây thôi, nếu mà Tết ta thì sẽ được nghỉ cả tuần cơ, thì nó còn vắng nữa. Rồi các bạn đợi mình chút xíu nhé. Đây, và bây giờ mình sẽ đi một vòng khu công nghiệp cho các bạn xem. Chỉ cần quẹo theo hướng tay phải là sẽ ra là cổng chính của khu công nghiệp, đó chính là cổng 1. Nhưng bây giờ mình sẽ quẹo trái để cho các bạn thấy là khu công nghiệp là vào hôm nay là vào sáng ngày mùng 1 nó vắng như thế nào. Bây giờ khu nhà xe là chỉ còn xe của ca đêm của ngày 31. Còn buổi sáng ngày hôm nay là sáng ngày mùng 1 thì công nhân không có ai đi làm hết. Cho nên là ở ngoài đường các bạn sẽ không thấy xe đi làm mới. Mà lát nữa thôi là chỉ có xe của công nhân cũ người ta đi làm về mà thôi. Đông lắm các bạn ạ. Buổi chiều với buổi sáng sớm là công nhân đi làm rất chi là đông. Một vài năm nay thì khu công nghiệp mọc lên nhiều, công nhân có cơ hội làm và kiếm việc nhiều hơn, thu nhập kinh tế cũng khá hơn. Nhưng bên cạnh đó thì ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội nó cũng được phát sinh thêm. Các khu công nghiệp thì hầu như là không có lúc nào được yên ổn, tại vì rất chi là bụi. Mạch nước ngầm thì luôn luôn được xử lý. Đây là lối ra cổng 2 của khu công nghiệp. Cái ngã tư này là ngã tư huyết mạch này. Buổi tối là sẽ có cảnh sát giao thông đứng để hỗ trợ công nhân đi về, tại vì nó quá trời là đông. Công ty mình chỉ có 2 cổng thôi, một cổng chính và một cổng phụ. Nhưng mà những công ty khác có tới 4, 5, 6 cổng cơ. Và con đường này buổi chiều và buổi sáng là xe họ đậu, họ đưa đón công nhân đi làm. Có một số bạn ở xa không có xe máy, hoặc là họ thích đi như thế để cho nó ấm, trời mưa trời lạnh nó đỡ rét thì họ sẽ đi xe bus của công ty. Công ty là hỗ trợ xe đưa đi đón về, hình như giá là 500 hay là 600 nghìn một tháng gì đấy, tùy công ty, tùy mức độ của từng công ty đưa ra đối với công nhân. Chắc các bạn buổi sáng với buổi tối các bạn đi làm thôi, nhưng mà các bạn chẳng để ý là xem là xung quanh bên đường nó như thế nào, hôm nay trời nó ra làm sao. Thì hôm nay là trời mùng 1 tháng 1 năm 2022, hôm nay trời là khá âm u. Hôm nay tôi đến bây giờ là 7 giờ kém 20 rồi mà vẫn chưa có nắng. Và giờ này là sắp sửa đến giờ tan tầm của công nhân. Ở công ty mình thì làm 8 giờ sáng thì 8 giờ tối về, tức là tăng ca được khoảng 4 tiếng. Còn làm 8 giờ tối thì 8 giờ sáng sẽ về, thời gian tăng ca cũng vậy. Một số công ty ít việc hơn thì họ sẽ cho về sớm và làm giờ hành chính. Còn công ty mình thì đều việc và làm là 2 ca, cả sáng và cả tối. Đấy, các bạn để ý là bên tay phải này, một số công ty là có rất nhiều lối ra và bãi để xe rộng mênh mông luôn. Đấy, bãi đậu xe kìa, có tới mấy ngàn xe. Và lúc nào cũng tuyển dụng lao động.
có rất nhiều lý do để họ tuyển công nhân mới. Một là không đủ công nhân viên, hai là những bạn mà làm sau hợp đồng 2 năm mà ở một vài công ty độc hại thì họ sẽ cho nghỉ việc và tuyển công nhân mới. Nói chung là luân chuyển công nhân ở công ty này thì họ lại xin sang công ty khác. Nhưng mà theo mình thì các bạn nên làm từ 3 cho đến 5 năm. Khi mà có điều kiện rồi thì các bạn sẽ chuyển hướng và làm một vài công việc khác. Vinasol, Vinasol là mặt trời. Công ty Vina, công ty này là chuyên làm những tấm năng lượng kiểu như là mặt trời. Vinasol, Sol là mặt trời. Sáng hôm nay thì trời không có những đợt ré, gió rít lạnh. Tuy nhiên không gió nhưng trời vẫn khá lạnh. Nhiệt độ buổi sáng hôm nay mình nắm được là tại khu vực Bắc Giang là từ 15 cho tới khoảng 24 độ. 24 độ thì sẽ vào buổi trưa thôi, chứ còn buổi sáng thì nó sẽ rơi vào khoảng 15 độ. Nhưng mà cách đây khoảng 3 ngày là gió rít và lạnh hơn, thì là từ 11 tới 19 độ mà thôi. Đây, đây chính là cổng 2 của khu công nghiệp. Cổng 2 của khu công nghiệp khi mà các bạn vừa phải thì các bạn đi khoảng 500m nữa là sẽ có một cây cầu vượt bắc qua đường cao tốc. Bên kia là họ cũng xây chung cư cho người có thu nhập này, nhưng mà hình như là vẫn còn trống nhiều lắm. Đấy, trước mặt mình là cầu vượt kìa. Bình thường là sẽ công nhân đi lại rất chi là đông, nhưng mà tuy nhiên hôm nay thì do họ được nghỉ cho nên là rất chi là vắng. Video này là nhằm giúp các bạn so sánh được là khu công nghiệp Vân Trung vào ngày 1 Tết dương lịch nó khác với những ngày thường ở chỗ nào. Đó chỉ là cái mục đích mình quay video buổi sáng ngày hôm nay cho các bạn xem mà thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên cầu vượt. Lưu ý với các bạn là xe máy không được đi ở dưới đường cao tốc. Đây là phía tay phải mình ở phía dưới này này là cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Các bạn chỉ được đi men theo đường rìa cao tốc mà thôi. Đó, các bạn có thể thấy là Bắc Giang, đặc biệt là khu vực Việt Yên có rất nhiều thay đổi trong nhiều năm qua. Một số bạn ở xa không nắm được Bắc Giang mấy năm nay như thế nào thì qua video này các bạn có thể là nắm được Bắc Giang, Tân Yên, khu vực Việt Yên thay đổi ra làm sao. Đó, nếu bình thường thì đã có những ánh nắng từ phía trên, phía đối diện máy quay, nhưng mà hôm nay là không có nắng, trời không có nắng. Ông mặt trời có lẽ là cũng nghỉ Tết. Mình sẽ chạy cố lên cây xăng, mình đổ xăng, xong rồi chút xíu nữa mình sẽ ngoảnh lại mình về phòng trọ. Đấy, con đường này vắng vẻ hẳn này, khác hẳn những ngày bình thường. Một chút xíu nữa thì lượng công nhân về thì cũng chỉ bằng 1/3 so với công nhân ban ngày thôi. Tại vì những công ty làm ban đêm thì họ chỉ làm gọi là 1/3 lượng công nhân của công ty mà thôi. Còn đa phần là vẫn làm chính là làm ban ngày, làm giờ hành chính.
làm giờ hành chính thì lương sẽ thấp hơn làm ca đêm, tại vì làm ca đêm là có thêm phụ cấp đêm. Rồi, mình xin được kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn.